xin được chào tất cả các bác nhé. Chỉ cần 20 giây thôi đúng không ạ? Các bác và mọi người cảm nhận được ngay độ dũng mãnh, uy lực, độ chất và độ đẳng cấp của một quả súp kép 2 bát 50 PRE từ 300 coin 150 màng carbon. Và thưa các bác thân mến, trong clip này em xin được chia sẻ đó là hiện tại có nhiều các bác đang muốn tìm kiếm những đôi loa súp kép với những cái phương châm như là chất, đẳng cấp, mạnh mẽ, uy lực, dũng mãnh, rồi ABCD, nhưng với một yêu cầu là giá phải thật rẻ. Liệu các bác có thể mua được không? Thì các bác cùng với em phân tích nhé. Và em xin được giới thiệu, thì thưa các bác thân mến, quả súp này em đang test chỉ có một chiếc thôi. Quả súp kép 2 bát 50 khủng long bạo chúa, 2 bát 50 từ 300 coi 150 màng carbon và offer cũng là carbon luôn, thùng gỗ. Tiếng bát nó đánh thì mọi người vừa xem, nghe và có trải nghiệm rồi đúng không ạ? Mà để em mời các bác nghe chút nữa đi, được không ạ? Play. Bùm 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 bùm. Ok chưa ạ? Quên nữa. Có thể mọi người sẽ nghĩ là em dùng cái hiệu ứng gì đó đúng không ạ? Thì đây, em sẽ quay cho mọi người xem nhá. Đây em ấn play này. Đó. Ok chưa? Thôi em quên không quay rồi. Đây, để em quay cho mọi người xem nhá. Đây. Em quay cho mọi người xem. Nhá. Đây mọi người xem nhá. Đây. Đó. Đó mọi người thấy không ạ? Đó, em quay cho mọi người xem. Ok. Mọi người xem lại nhá. Có nghĩa là em test thực tế cái độ dũng mãnh của quả súp này và mọi người có thể kiểm chứng xem những gì em giới thiệu chia sẻ trong video ngày hôm nay, đó là chất, đẳng cấp, cao cấp, rồi cái gì cũng là nhất, nhưng giá rẻ liệu có không? Ok. Mọi người thấy không ạ? Đấy, em quay trực tiếp điện thoại mọi người nhá. Đúng không ạ? Thưa các thân mến, những quả súp kép này thì hiện tại em đang chào bán có giá là 33 triệu đồng trên một đôi. Giá trên em chào bán tại cửa hàng. Những quả súp nếu như anh em đi làm sự kiện hay là lắp quán bar, phòng trà hay là sử dụng trong phòng karaoke kinh doanh hoặc trong chuỗi KTV thì em khẳng định là khu vực nhà mình đó là số 1 luôn, chứ nó không có số 2 đâu ạ. Tất cả khu vực quanh nơi các bác hiện tại đang sinh sống và đang kinh doanh mọi người nhé. Thưa các bác thân mến, thì để em sẽ quay về nội thất ruột gan và đúng theo những gì em chia sẻ, đó là chất lượng, dũng mãnh, uy lực và cái gì cũng nhất, nhưng giá thì phải thật hạt rẻ. Liệu có không thì em tin chắc toàn thể các bác là không bao giờ có mọi người nhá. Đây ạ. Mọi người xem, với giá 33 triệu mọi người sở hữu ngay đúng không ạ? Một cặp súp kép khổng long bạo chúa chỉ có 102 ở khu vực của các bác đang ở và lân cận đúng không ạ? Từ 300 mọi người nhá. Ôi, một gang tay của em vẫn chưa thấy đâu các bác này. Đó, đúng không ạ? Coi 150 mọi người nhé. Coi 150 có lỗ thoát khí để nó có thể là giảm được cái nhiệt độ của côn mọi người nhé. Nói tóm lại là quả này thì không ai đánh là hư nó đâu. Nếu mà đánh hư nó thì chắc các bác phải quấn 50 vòng vải xung quanh tai thì may ra mới chịu được đúng không ạ? Còn em ngồi thì em phải mở gọi là hết cửa ra thì em mới gọi là ngồi được một chút xíu. Màng carbon thì các bác biết rồi đúng không ạ? Độ dai và độ chất của nó khi nó đánh rất là mạnh, không bao giờ bị dập, bị rách mọi người nhé. Xương nhôm đúc dòng xương cá. Đây, coi nhẹ lên mọi người này, đúng không ạ? Coi của nó dây vẫn vàng óng mọi người nhé. Đó, những quả này để thể hiện được cái gọi là bản lĩnh của các anh em là những người chơi mọi người nhé. Ok không ạ? Đó, với những quả súp như thế này thì các bác bảo có rẻ được không? Đúng không ạ? Liệu có giá trên 10 triệu không? Đúng không ạ? Các bác bảo là với giá trên 10 triệu tôi cũng mua được một súp kép. Đúng rồi, đúng không ạ? 50.000 các bác cũng mua được một con gà, mà 500.000 thì các bác cũng chỉ mua được một con gà thôi mọi người nhá. Đúng không ạ? Chính xác chưa? Đó mọi người xem, màng carbon, offer carbon. Đó. Ok chưa?
em không dám mở hết công suất đâu mọi người nhá. Đúng không ạ? Gain này em mới để ở 35 thôi mọi người này. Gain để ở 35 thôi mọi người nhá. Mà em đã phải mở hết cửa ra rồi mọi người này. Không mở hết cửa ra thì em không chịu nổi mọi người ạ. Và các bác cũng có thể tìm hiểu chiếc đẩy nào có thể đánh được quả loa súp này. Đây em đang sử dụng một kênh của chiếc đẩy CLBX, mã số DS2400, giá 25 triệu đồng. Một chiếc đẩy hàng chính hãng do công ty CLBX sản xuất, thương hiệu công nghệ Jack Mangley mọi người nhé. Đúng không ạ? Chạy mạch Class D, dòng đẩy size 1U. Đây em chỉ chạy có một kênh thôi, đúng không ạ? Mọi người thấy chất chưa? Em có thể test lại một chút nữa nhé. Đó, và đây cũng chính là cái câu trả lời toàn thể các bác, đó là hàng chất, hàng cao cấp, hàng đẳng cấp, hàng đánh khỏe, hàng đánh uy lực, rồi đủ các cái gì gọi là nhất, đúng không ạ? Nhưng giá liệu có rẻ nhất là không? Không bao giờ có mọi người nhé. Đã ngon thì không bao giờ có rẻ, mà đã rẻ thì không bao giờ có ngon mọi người nhé, đúng không ạ? Ok chưa? Anh à, anh uống nước anh ơi. Vâng ạ, đây mọi người nhé, em sẽ test một phát nữa cho mọi người nghe thử nhé. Đó, ok chưa? Là đánh quả nào ra quả đấy. Vâng ạ, em có như đợt sức kem này phải nói là cũng rất là vui. Các bác và mọi người có nhu cầu mua sắm thì hãy liên hệ sớm cho em. Và với phương châm thì các bác phải lưu ý rằng là ngon thì không có rẻ, mà đã rẻ thì không bao giờ có ngon. Em chỉ nói là tiền nào thì vải đó. Các bác sẽ được sở hữu những đôi loa thực sự là đẳng cấp nhất, chất lượng nhất và dũng mãnh nhất với giá tiền là hợp lý nhất mọi người nhé. Ok, xin chào tất cả các bác. Hẹn gặp lại các bác của mọi người ở một clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.